Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều qua sách và bài tập. Bài 14, Anh em một nhà. Bài đọc 1, Rừng gỗ quý. Phần đọc hiểu. Câu hỏi số 1. Ông lão mơ thấy nàng tiên cho ông thứ gì trong chiếc hộp thứ nhất? Khoanh tròn chữ cái trước y đúng. A. Rất nhiều cột gỗ, ván gỗ. B. Rất nhiều hạt cây nhỏ tí. C. Rất nhiều bàn gỗ, ghế gỗ. Rồi để trả lời câu hỏi này thì trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Xưa có một ông lão đi tìm gỗ làm nhà. Một đêm, ông nằm mơ thấy mình được tiên ban cho một chiếc hộp. Nàng tiên bảo, về đến nhà, ông hãy mở nhé. Ông lão cảm ơn nàng tiên rồi mang hộp về. Dọc đường, không nén nổi tò mò, ông mở chiếc hộp ra. Nào ngờ, nắp hộp vừa hé mở thì bao nhiêu cột gỗ, ván gỗ tuôn ra ào ào, rồi lao xuống suối, trôi đi mất. Cầm cái hộp không trong tay, ông lão tiếc ngẩn ngơ. Ông đành quay lại tìm nàng tiên. Thấy ông lão nằn nì, nàng tiên đưa cho ông cái hộp khác và dặn. Thứ đựng trong hộp này quý hơn nhiều, nhưng nhất thiết phải về đến nhà mới được mở ra đấy. Về đến nhà, ông lão mở hộp ra, chỉ thấy những hạt cây nhỏ tí. Nghe tiếng chim hót sau túp lều, ông lão choàng tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nghĩ mãi về giấc mơ, ông chợt hiểu ra. Lúa ngô phải gieo trồng mới có, thì gỗ rừng cũng vậy. Thế rồi ông lão bảo các con và dân làng tìm hạt cây về gieo trồng. Chẳng bao lâu, những mảnh đồi trọc đã trở thành rừng. Từ đó, dân làng có gỗ để làm nhà, đóng bàn, đóng ghế. Chuyện dân gian Tày Nùng. Chú thích và giải nghĩa. Nằn nì có nghĩa là nài xin tha thiết. Đồi trọc có nghĩa là đồi không có cây, hoặc là chỉ có cây nhỏ, mọc thưa. Rồi, dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi thứ nhất. Ông lão mơ thấy nàng tiên cho ông thứ gì trong chiếc hộp thứ nhất? À, trong chiếc hộp thứ nhất là có bao nhiêu cột gỗ và ván gỗ? Nắp hộp vừa hé mở thì bao nhiêu cột gỗ, ván gỗ tuôn ra ào ào, lao xuống suối, trôi đi mất. Như vậy các em chọn ý A, rất nhiều cột gỗ, ván gỗ. Câu hỏi số 2. Qua chi tiết cột gỗ, ván gỗ nhanh chóng trôi tuột đi, câu chuyện muốn nói nên điều gì? Các em khoanh tròn chữ cái trước y đúng. A. Vội vàng sẽ không mang lại kết quả tốt. B. Cột gỗ, ván gỗ ông lão thấy chỉ là giấc mơ. C. Chỉ chặt cây có sẵn thì bao nhiêu gỗ cũng hết. Rồi theo em là các em chọn ý nào? À. Qua chi tiết cột gỗ, ván gỗ nhanh chóng trôi tuột đi, thì câu chuyện muốn nhắc nhở chúng ta là chỉ chặt cây có sẵn thì bao nhiêu gỗ cũng hết. Đúng không? Bao nhiêu gỗ cũng hết. Tiếp theo là các em sang câu hỏi số 3. Vì sao nàng tiên trong giấc mơ nói rằng thứ đựng trong chiếc hộp thứ hai quý hơn nhiều? A. Vì hộp đó đựng nhiều bàn ghế gỗ, dùng được luôn không phải đóng. B. Vì hộp đó đựng hạt cây, biết trồng cây gây rừng sẽ có gỗ dùng lâu dài. C. Vì hộp đó đựng rất nhiều lúa gạo, giúp dân làng có cuộc sống no đủ. Rồi theo em là em chọn ý nào? À, em chọn ý B đúng không? Vì hộp đó đựng hạt cây, biết trồng cây gây rừng sẽ có gỗ dùng lâu dài. Nếu con người mà cứ chặt cây có sẵn để dùng thì bao nhiêu cây thì cũng hết. Câu hỏi số 4. Câu chuyện khuyên ta điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý em thích. A. Đừng chỉ chặt cây lấy gỗ mà còn phải trồng thật nhiều cây. B. Muốn có gỗ để dùng lâu dài thì phải trồng cây gây rừng. C. Giống như lúa ngô, cây rừng cũng phải gieo trồng mới có. D. Ý kiến khác của em nếu có. Rồi đây là ý kiến cá nhân. Em thích ý nào thì em chọn, hoặc là em nêu ý kiến khác của mình vào đây. Thầy giáo ví dụ như là em thích ý B. Muốn có gỗ để dùng lâu dài thì phải trồng cây gây rừng. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập. 1.
Dựa vào nội dung bài đọc, viết tiếp để trả lời câu hỏi. A. Ông lão đi tìm gỗ để làm gì? A. Ông lão đi tìm gỗ để làm nhà. B. Để có gỗ dùng lâu dài, chúng ta cần làm gì? À, để có gỗ dùng lâu dài thì chúng ta cần phải trồng cây cây rừng, hoặc là cần phải trồng thật nhiều cây. 2. Theo em, ông lão sẽ nói gì để khuyên các con hoặc dân làng trồng cây? Các em viết lại câu đó. Rồi thầy giáo ví dụ, các em có thể tham khảo. Chỉ chặt cây có sẵn thì bao nhiêu cũng hết. Vậy nên để có gỗ dùng lâu dài, các con phải cùng với dân làng trồng thật nhiều cây. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.